Xin chào các bác, em là Hải Đồ Rồng đây. Thì hôm nay em sẽ có một cái tiêu đề, đấy là không nên nói quá một bộ đỉnh thờ. Vì sao mà không nên nói quá? Khi các bác mà mua một cái bộ đỉnh thờ ấy, thông thường thì các bác tham khảo rất là nhiều ở tất cả các bên họ bán. Và mình ấy, những người mà không hiểu biết về những đồ đồng thì các bác sẽ rất bị nhầm lẫn giữa các bộ đỉnh như đồng vàng hay đồng cát tút. Vì sao không nên nói quá? Vì tại là có rất nhiều nơi có thể là họ sẽ độn về cái chất lượng sản phẩm, họ nói đây là đồng vàng nhưng mà họ nói đây là đồng cát tút. Mà để mà chuẩn là đồng cát tút mà được đúc liền nguyên khối thì hôm nay em sẽ chia sẻ rất nhiều video rồi. Nhưng hôm nay em xin nhấn mạnh cho các bác một điều, khi mình mua những bộ đỉnh thờ với giá thành mức trung bình thì các bác sẽ nhận được những bộ đỉnh thờ có chất liệu như là đồng vàng. Còn nếu như những mặt hàng cao cấp thì như là những mặt hàng thủ công, đúc hoàn toàn thủ công bằng tay và được đúc liền nguyên khối thì cái thời gian làm của bộ đỉnh nó sẽ dài hơn và nó sẽ làm lâu hơn, độ tỉ mỉ và độ sắc nét nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều. Vì vậy các bác đừng nên so sánh những cái giá cả của những bộ đỉnh thờ mà chuẩn bằng đồng cao tốt mà nó giá thành nó lại rẻ như bộ đỉnh thờ đồng vàng, thì các bác hãy lưu ý và đặt dấu hỏi chấm vào đấy giúp em. Và các bác hãy hình dung như thế này, nói chung là bây giờ ngày xưa ông ta tao câu là tiền nào phải nấy, đúng không ạ? Về các chất lượng đồng thì đồng vàng không phải là loại dạng đồng hàng kém hay là nó có tính chất là không bền, đồng nào cũng là bền miễn sao nó là đồng. Và vì sao mà đồng cát tút nó giá thành nó cao đến như vậy? Vì tại là đồng cát tút nó làm từ vỏ đạn quân sự thì nó sẽ chịu được môi trường khắc nghiệt, nắng mưa quanh năm ngày tháng, và nó được đúc liền nguyên khối. Với lại thứ hai thì nó sẽ nặng hơn so với những bộ đỉnh đồng vàng. Và thứ ba thì các họa tiết hoa văn nó sẽ đẹp hơn. Và rất nhiều video em đã nói cho các bác biết về vì sao đồng cát tút nó giá thành nó cao đến như vậy, và kinh nghiệm thì các bác có thể mua được một bộ đỉnh thờ bằng đồng cát tút. Rất nhiều video em đã chia sẻ với các bác rồi, thì hôm nay em sẽ nhấn mạnh thêm các bác một lần nữa để các bác có thể mua được những cái sản phẩm mà nó đúng chất lượng, đúng như những cái gì mà mình mong muốn, và đúng với những gì mà cái túi tiền mình bỏ ra sẽ đạt được những cái sản phẩm như thế nào là đúng. Thì em sẽ quay cho bác xem và em sẽ góp ý và chia sẻ những cái kinh nghiệm khi các bác mà mua một bộ đỉnh thờ và đồng cát tút. Sau đây em sẽ quay tận cảnh cho các bác xem cái đồng cát tút. Thông thường các bác có thể nhận biết được đồng cát tút với đồng vàng là cực kỳ là khó, khi trong khi đấy là cả đời mình có thể mua được một bộ đỉnh thờ thì các bác nhận biết rất là khó. Thì hôm nay em sẽ chỉ rõ cho các bác. Cái thứ nhất, các bác để ý cho em là cái con nghê là sẽ được đúc liền. Con nghê là đúc liền, tất cả từ chân con nghê là được đúc liền, đúng không ạ? Các bác để ý cho em nha. Đây, phần này ạ. Bên trong là nó rất là dày và sần sùi. Thứ hai, nếu mà các bác mua bộ đỉnh thờ ấy, các bác cứ yêu cầu cho em làm ở chỗ cái thần thân bụng này, khắc chạm phúc lộc thọ bằng chữ Việt hay là chữ Nôm hay là bất kỳ cái gì trên cái bụng đỉnh này, các bác muốn đặt chữ gì cũng được. Và yếu tố thứ ba thì các bác thấy theo họa tiết rồng này, nó không bao giờ nó có một cái vết lỗi nào gọi là bị gợn hay là bị săn sùi. Đây các bác thấy chưa? Và tiếp theo thì là con hạc ngậm sen đứng trên lưng rùa. Thì các bác thấy này, mắt hạc nó rất là có hồn và các lông hạc này nó được tỉa rất là sắc nét. Em đây em nói sắc nét là theo cái phía diện là em là sướng, em nói sắc nét thì các bác không tin, nhưng mà các bác đã thấy trực tiếp luôn là cái mặt hàng nhà em thì nó rất là sắc nét và đục rất là tinh xảo. Đấy, các bác cứ tự nhận biết được thôi, chứ em không cần phải nói nhiều về cái vấn đề là sắc nét hay không. Còn thứ ba nhất là cái chân nến này. Riêng đồng vàng thì họ sẽ làm ám chạm những hoa văn là nó sẽ nổi, còn riêng đồng cát tút, các bác lưu ý, riêng đồng cát tút thì các họa tiết hoa văn sẽ được ám chìm xuống. Các bác lưu ý giúp em nhé, là sẽ được ám chìm xuống. Một số trường hợp là bán những cái bộ đỉnh thờ đồng vàng là không ám hoa văn, nhưng các bác thử hỏi họ làm ám hoa văn xem có được không. Nếu mà họ trả lời là không thì các bác cứ khẳng định đấy là đồng vàng cho em. Còn nếu mà là đồng cát tút thì các bác cứ xem những cái họa tiết hoa văn ở đây sẽ được khắc chạm chìm, các đường nét nhỏ như cái kim ấy, cái que kim mà mình hay may quần áo đấy. Các bác nhìn là các bác biết các đường nét được đục đẽo này hoàn toàn bằng tay hết, không có cái nào mà làm ấy được. Còn những cái loại đồng vàng ấy, nếu mà cái chân nến mà khắc chạm hoa văn thì hoa văn nổi, hoặc là không khắc chạm gì. Còn nếu mà đồng cát tút, các bác yêu cầu khắc chạm hoa văn chìm, các bác cứ yêu cầu như vậy cho em. Và cái bông hoa sen nến ấy, các bác nhìn để ý này, cái bông hoa sen nến là bằng đồng cát tút này, các bác nhìn này, nó sẽ là như thế này, nó sẽ nhọn nhọn như thế này. Đây là xưởng nhà em sản xuất ra, thì xưởng nhà em đang
làm cái vết nhọn nhọn như thế này là bằng chất liệu bằng đồng cắt tút luôn. Các bác nhìn thấy có thể soi được gương không ạ? Đồng cắt tút có thể soi được gương luôn các bác nhá. Đấy, được lớp phủ bóng 2K và cộng với lại cái chất liệu đồng bằng đồng cắt tút thì các bác có thể soi được gương, các bác thấy không ạ? Đấy, chính vì vậy các bác đừng nên ham những cái đồ mà cái giá thành nó rẻ mà để được một cái chất lượng tốt thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Những cái hàng thủ công như thế này thì các bác sẽ buộc các bác phải có giá thành là cực kỳ là cao để nó có, nói chung là nó xứng tầm, mình bỏ túi tiền nó xứng tầm với được cái những cái mặt hàng mà nó chất lượng nhất. Đấy, qua đây thì em cũng có chia sẻ một tí cho các bác để các bác có thể biết được để mua được những bộ điện thờ làm sao cho chất lượng. Còn nếu các bác mà đang tham khảo hay là vẫn đang muốn quan tâm và muốn chia sẻ kinh nghiệm thì cứ để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ với số online 0836173950 để được em tư vấn tất cả những bộ đỉnh thờ làm sao cho các bác có thể mua được bộ đỉnh thờ ưng ý nhất vừa với túi tiền của mình nhất. Xin chào và hẹn các bác.